Rồi tiếp tục cái vướng mắc thứ hai nè, sau khi mình chiến đấu với phù xá, hư ảnh của phù xá thôi ha, thì anh em sẽ đến một cái chỗ này đó, mình sẽ phải tiếp tục mở cái cổng thời không bằng cách xoay la bàn. Nhưng mà lúc này cái la bàn huyền ảo đã bị kẹt trong một cánh cửa thì sao? Trong cái cửa đó đó, thì anh em cứ việc đi qua cái cổng dịch chuyển đó đó, mình đi lại cái trở lại cái điểm hồi nãy. Cái ý định, cái nguyên tắc phá giải lần này là mình sẽ mở cánh cửa gỗ này ở một cái thời gian khác, cũng tại địa điểm đó ha. Đó, mình cứ việc đi qua cổng đó, quay trở lại một cái thời gian khác, mở cái cửa đi anh em. Sau đó thì mình cứ đi thẳng qua, coi như mình đi tua lại cái điểm hồi nãy. Mỗi cái cổng dịch, mỗi cái cổng này là mỗi cái cổng đi vào một cái thời gian khác nhau, cùng một điểm khác thời gian. Thôi, bây giờ mình đã mở, giả sử trong quá khứ thì cái kia là cái quá khứ ha, giả sử mình đã mở cửa trong quá khứ rồi, bây giờ trong hiện tại nè, cái cửa đã biến mất. Nó giống như một cái hiệu ứng cánh bướm, mình tác động trong quá khứ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thời điểm trong tương lai. À, cái cửa trong quá khứ là biến mất rồi, thì hiện tại nó không còn nữa. Tức là tiếp tục mình sẽ xây cái la bàn huyền ảo đến cái vị trí mình mong muốn. Lúc này mình đã đi hết 3 chữ rồi, bây giờ còn cái chữ phía dưới, cái chữ gốc 19 giờ đó, mình xây ngược lại đó, cái chỗ này nè. Thì nguyên tắc phá giải cái phong ấn này là mình sẽ mỗi cái chữ tàu đại diện cho một cái địa điểm, một cái thời điểm. À, mình sẽ đi hết những cái thời điểm đó. Còn địa điểm là đâu? Địa điểm thì nó chỉ có một chỗ này thôi, và nó có những cái thời gian khác nhau, thời điểm khác nhau. Mình sẽ đi hết như là năm cái thời điểm tại cái địa điểm này. Rồi, vậy là xong. Còn lại thì chỉ chiến đấu và đồng thoại thôi. Ha, coi như là có hai cái bước mắt nữa, chỗ cái cây, chỗ hai chỗ này. Chúc em thành công nha.